Vâng, chào tất cả mọi người nhé. Mình là Nghĩa đây. Mình thì có sở thích chăn nuôi các bạn. Giờ thì có một cơ sở nho nhỏ, hôm nay muốn dẫn các bạn vào xem. Nếu các bạn muốn tìm con giống hoặc là muốn giao lưu chia sẻ chăn nuôi với mình thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé. Hoặc có thể đến tận nơi để tham quan và giao lưu với nhau. Chào các bạn nhé. Thank you.
tháng 3 năm 2016. Mình cung cấp tất cả các loại con giống nha các bạn nhé, cả thịt nữa. Các bạn cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh cho mình với nhé. Chào các bạn nhé.